Chẳng chấp trước thánh đế khổ, chẳng chấp trước thánh đế tập diệt đạo, chẳng chấp trước bố thí ba la mật đa, chẳng chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước pháp không nội, chẳng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng chấp trước chơn như, chẳng chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chẳng chấp trước tám giải thoát, chẳng chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Chẳng chấp trước tất cả pháp môn tam ma địa, chẳng chấp trước tất cả pháp môn đà la ni, chẳng chấp trước bậc cực hỷ, chẳng chấp trước bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng chấp trước năm loại mắt, chẳng chấp trước sáu phép thần thông, chẳng chấp trước mười lực Phật, chẳng chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng chấp trước pháp không quên mất, chẳng chấp trước tánh luôn luôn xả, chẳng chấp trước trí nhất thiết, chẳng chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng chấp trước quả dự lưu, chẳng chấp trước quả nhất lai bất hoàn, a la hán, quả vị độc giác, chẳng chấp trước tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa, do chẳng chấp trước nên có thể viên mãn sơ địa, mà ở trong ấy chẳng sanh tham trước. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát chẳng đắc sơ địa thì làm sao ở trong ấy khởi tham trước? Do chẳng tham trước nên có thể viên mãn đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu, đệ thập địa, nhưng ở trong đó chẳng sanh tham trước. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy chẳng đắc đệ nhị cho đến đệ thập địa, thì làm sao ở trong đó khởi tham trước? Đại Bồ Tát ấy tuy tu hành bát nhã ba la mật đa, nhưng chẳng đắc bát nhã ba la mật đa. Do chẳng đắc bát nhã ba la mật đa, nên cũng chẳng đắc tất cả pháp. Tuy quán bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ tất cả pháp, nhưng đối với pháp ấy hoàn toàn không sở đắc. Vì sao? Vì các pháp như thế cùng với bát nhã ba la mật đa này không hai không khác. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp chẳng thể phân biệt, nói là chân như, nói là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì pháp nghĩa không xen tạp, không sai biệt vậy.